Nam Khánh xin kính chào quý vị. Trong clip này thì em sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ dàn dàn chung của Panasonic có cái mã model là Panasonic HD7 các bác nhé. Cấu hình dàn thì gồm 3 thớt, gồm âm ly, thớt hiển thị và tuner luôn, và thớt trên cùng là thớt CD. Con này thì nó rất nhỏ gọn nhé quý vị nhé. Chiều rộng của 3 cái thớt thân dàn này chỉ có 20 cm thôi, rất nhỏ gọn. Và một cặp loa của nó thì màu vân gỗ rất đẹp, cái căng lưới đầy đủ. Đây, em sẽ cậy cái màng ra cho quý vị xem cái cấu hình loa bên trong. Hai cái căng này cái đều còn rất đẹp, logo viết đầy đủ nhá. Dàn thì mặt phay nhôm còn là sáng bóng. Chỉnh ba lăng này, volume này, bass, chép, có chế độ sound direct. Dàn thì chạy CD đọc tốt các bác nhé. Chạy CD đọc tốt, nhận bài nhanh. Ba loa của nó thì cấu hình thì gồm một loa bass 12 cm. Anh em bán thì hay gọi là 13, nhưng mà em thì em gọi con này là một con 12. Màng carbon, gân của nó là gân mút béo, dòng này cho cái tiếng bass rất nực nhé quý vị nhé. Quay luôn cho quý vị cả cái phía sau này. Tổng thể một bộ dàn còn rất đẹp nhé quý vị nhé. Đây là cái số seri của loa cũng như là cái công suất 100W và trở kháng 6 ohm. Số seri của nó là 458. Chiếc bên đây cũng vậy luôn, 458, công suất 100W. Thân dàn thì là điện 100V, công suất là 77W. Đây là cái chỗ để anh em cắm tín hiệu bên ngoài vào, và đây là cắm tín hiệu ra. Trên cùng này là thớt CD. Thớt CD có cái cổng quang. Quang này là quang out các bác nhé. Tất cả thì là hàng nội địa về, nguyên zin, hoạt động tốt. Bây giờ thì em sẽ test cho quý vị nghe thử một đoạn CD này. CD mặt đọc rất tốt nhé quý vị nhé. Lách bài mặt đọc nhanh. Kiềng vàng nhé. Bây giờ em test cho quý vị nghe thử một đoạn của cái cổng thiết bị bên ngoài vào. Đây là nút để chọn selector các bác nhé. Đây selector. Đây chuyển sang cổng AUX nhé quý vị nhé. Bài đánh tính bát rất là lực nhé quý vị nhé. Mặc dù nó rất là nhỏ gọn thôi. Yêu nhau
phần mặt phay nhôm này, quý vị có thể thấy không? Rất đẹp luôn nha các quý vị nhá. Rất mới luôn. Đấy. Trên nóc của nó cũng không có một chút xước lại. Đấy. Về phần thân dàn thì rất là đẹp rồi. Còn về phần loa thì nó có một cái vết bị cấn cái giấy xi quý vị nhá. Đấy, thì nó chóc cái miếng giấy xi bằng cái hạt ngô. Đấy, thì cái này thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà em cứ báo rõ tình trạng như thế để cho quý vị được nắm rõ hơn về những cái sản phẩm mình quan tâm nhá. Đấy, con này thì lúm nút của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quý vị có thể thấy là không có một chút gì gọi là gợn xước luôn nhá, rất đẹp. Có một cái vườn đường viền vàng chạy vòng quanh đây. Đấy, mặt phay nhôm của nó còn rất đẹp đây này. Đấy. Và cái bộ dàn Panasonic HD7 bên Nam Khánh đang bán là 2.600.000 đồng anh em nhé, 2.600.000 đồng, chỉ có hơn 1.000.000 đồng cho một hơn 1.000.000 đồng cho một bộ ba thớt hoặc là một đôi loa. Đấy, tổng bộ giá trị chỉ có 2.600.000. Đặc trưng của cái dòng loa Panasonic thì nó cũng hay làm cái kiềng màu vàng, có một cái viền vàng như này, trông rất là đẹp nhá, trông rất là nổi bật. Dòng này thì thích hợp những anh em chơi đa thể loại nhạc này, và anh em chơi những cái phòng tầm 20 mét vuông thì nó rất là phù hợp quý vị nhá. Hoặc anh em đặt ở phòng ngủ, chúng ta có thể cắm các thiết bị bên ngoài cũng như là chỉnh được bát chép và có cả đọc được đĩa CD, chỉnh bát chép các thứ. Thì cái này thì tùy anh em nghe ở mức nào thì mình chỉnh mic để cho nó hợp lý nhá. Đây là ba lăng cân loa. Cái này thì bình thường là mà chúng ta cứ để ở giữa như này nhá. Còn đây là volume tổng này. Rồi, cái em vừa mới quay và giới thiệu cho quý vị một cái bộ sản phẩm dàn Panasonic HD7, hình thức đẹp, loa các thứ đều nguyên bản các bác nhá. Thì các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972451489. Anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp tại ngõ 43 Cổ Nhuế để chúng ta xem hàng cũng như là chúng ta nghe thử nhá. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý vị ở cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.